Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 20 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần nội dung của bài, rồi chúng ta sẽ tiến hành phân tích nha. Chủ đề của cái phần 20 này là Sử nén mấy yếu chèn trữ chả tơ xéo mạ. Sử nén mấy yếu chèn trữ chả tơ xéo mạ. Rồi, sử nén là 10 năm, mấy yếu chèn là chưa cắt. Chèn là cắt, ví dụ chèn phá là cắt tóc, chèn là cắt, chèn to là cái kéo á. Sử nén mấy dù chèn trữ chả, rồi trữ chả là cái móng chân. Như vậy là 10 năm không cắt móng chân. Sử nén mấy dù chèn trữ chả tơ xẻo mạ. Con ngựa nhỏ 10 năm không cắt móng chân. Sử nén mấy dù chèn trữ chả tơ xẻo mạ. Nhưng mà đây là cái tên, cái tựa đề của cái bài mình không có sửa. Nhưng mà 10 năm thì không phải là xẻo mà, chắc là phải con ngựa to rồi. Con ngựa 10 năm là già, lớn tuổi rồi đó chứ không phải nhỏ. Sau đây chúng ta cùng nghe nhé. Tỷ ly sửa dù ý chứ xẻo mà. Yên quê tha tờ trù rỉn. Dì chính sử nén mấy dù kề tha. Chèn qua trữ chả. Trữ chả phê chẳng chẳng. Trơ răng thá chậu lu sửa dù ý xé huân thí. Dù rễn băng trụ thá chèn lơ trữ chả. Tan sư thá chậu lu hải sư bú thai hảo. Trơ mơ tố nén mấy chèn qua trữ chả. Xéo mà dì chính bú nấn hảo ho chậu lu lơ. Mọi người nghe được nhiều không ạ? Sau đây mình sẽ tiến hành giải thích nha. Tỷ ly sữa là nước Bỉ. Tỷ ly sữa là nước Bỉ. Dù ý chứ xẻo mạ ở Bỉ có một con ngựa nhỏ. Dù ý chứ xẻo mạ yên quê tha tờ trù rỉnh, bởi vì chủ nhân của nó hoặc là bởi vì người chủ của nó dì chiến sửa nẻn đã 10 năm. Dì chiến là đã, dì chiến sửa nẻn là đã 10 năm. Mấy dù cày tha chèn qua trữ chà, chưa từng cắt móng chân cho nó. Mấy dù đây là chưa, cày tha chèn của trữ già chưa từng cắt móng chân cho nó. Trữ già phê chẳng chẳng, phê chẳng chẳng. Trữ già phê chẳng chẳng, tức là móng chân của nó cực kỳ dài. Phê chẳng là cực kỳ, rồi chữ chẳng nữa là dài. Trơ răng tha chậu lu sữa, trơ là điều này. Răng tha chậu lu sữa, sữa đây là bằng với tơ sữa hô. Điều này khiến cho nó khi mà đi, bước đi, chầu lu tức là bước đi thôi, mình dịch như vậy. Chứ là điều này răng thá chầu lu sữa khiến cho nó khi bước đi ấy, dù ý xe quên thỉ là có một số vấn đề, tức là có một cái số điều bất ổn, chứ nó đi không được thẳng, không có được giống như những con ngựa khác. Chứ răng thá chầu lu sữa dù ý xe quên thỉ dù rỉnh băng tru thá chèn lơ trữ chả. Có người đã giúp nó cắt móng chân đi, tức là có người đã cắt móng chân đi giúp cho nó. Dù rẫn băng tru thá chèn lơ trữ chả. Tan sư thá chậu lu, nhưng mà khi mà nó bước đi thá chậu lu hải sư là vẫn là của thái hậu, vẫn là không có tốt, không có ổn. Như cái này dịch là không ổn. Tan sư thá chậu lu hải sư của thái hậu. Trơ mơ tố nẻn là nhiều năm như vậy. Trơ mơ là như vậy. Trơ mơ tố nẻn nhiều năm như vậy. Mấy chèn trữ chả là không cắt móng chân. Xẻo mài dì chim. Con ngựa nhỏ đó đã pu nửng họ hao chầu lua là không thể bước đi thật là tốt được, hoặc là bước đi thật là ổn hay là thật là nhanh được. Dì chim pu nửng họ hao chầu lua, tức là đại loại là bước đi nó không thể bước đi ổn được, nó đã đi vẫn khập khiễng hay là nó bước đi không vững hay là thế nào đó. Từ hò ho cách dùng rất là hay, tôi muốn trong phần ngữ pháp thì giới thiệu cho các anh chị. Hò ho có rất nhiều nghĩa, không đọc hò ho, đọc là hò ho. Nhưng mà vì ở đây là cái từ ho là thanh, cái gốc nó là thanh ba, nhưng mà ở ngay chỗ này là hò ho, nó phải là ho đằng sau là thanh nhất, nhưng mà mình tìm không có cái thanh nhất cho nên vẫn để cái thanh ba là thanh nguyên thủy. Thì chúng ta để ý là tính từ khi mà đi lặp lại thì cái tính từ đứng đằng sau nó luôn luôn chuyển về thanh thứ nhất. Ví dụ
Và lưu ý là cái tính từ khi lặp lại thì nghĩa nó tăng lên, động từ lặp lại thì nghĩa giảm đi, nhưng tính từ lặp lại thì nghĩa tăng lên. Ví dụ như là khan khan tức là xem một chút, rồi so so là nói thử xem, thì cái đó là động từ lặp lại nghĩa giảm đi. Còn hỗn hôn, hỗn là đỏ, hỗn hôn không có dịch là đỏ đỏ mà dịch là rất đỏ, tính từ lặp lại nghĩa tăng lên. Họ là tốt, họ không có nghĩa là rất tốt hoặc là rất ổn hoặc là rất hay. Còn có những nghĩa nữa, ví dụ nha, nghĩa do họ hao sẽ sĩ, con phải học cho đàng hoàng. Nghĩa do họ hao được cung do, bạn phải làm việc cho nghiêm túc và làm việc cho đàng hoàng. Như vậy họ hao có rất nhiều nghĩa, tùy chỗ mà chúng ta dịch thôi. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 20 của bài. Chúc mọi người học tập là vui và hiệu quả. Nhớ đăng ký và like cho thầy. Xin chào.